Quý vị và các bạn thân mến, vừa mới đầu hè, thế nhưng trên địa bàn của thành phố Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy nhà dân tại những khu dân cư có đường ngang ngõ hẹp và xe chữa cháy khó mà có thể tiếp cận được. Trước tình hình đó, quận Thanh Xuân đã và đang phát huy vai trò của các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, tích cực chủ động phòng ngừa hỏa hoạn trong mùa nắng nóng. Đây là ngõ 127 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, nơi cư ngụ của hơn 30 hộ dân. Tuyến ngõ dài hơn 80 mét, nhưng chỉ rộng chừng 1 mét, nên ngay cả xe máy của người dân cũng di chuyển khó khăn. Ý thức rõ nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng này, các hộ dân nơi đây đã tự đóng góp kinh phí, bố trí lắp đặt 2 điểm chữa cháy công cộng với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy, để người dân có thể sử dụng và giúp đỡ lẫn nhau khi có hỏa hoạn bất ngờ xảy ra. Chúng tôi đã được công an quận cho đi học lớp phòng cháy chữa cháy, sử dụng các bình cứu hỏa. Rồi là khi mà có các phương án, khi cháy xảy ra thì bà con phòng hộ trong gia đình như nào, hoặc là có các cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy bấm chuông như nào để cho dân người ta biết. Tất cả chúng tôi tập trung đồng lòng học tập và chúng tôi cảm thấy cái này là cái thiết thực cho bản thân gia đình chúng tôi, cho mỗi gia đình trong tổ dân phố. Tại các địa bàn tập trung đông các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như phường Khương Đình, việc xây dựng mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 10 hộ liên kề đã phát huy tác dụng đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong mọi tình huống. Do đường ngõ rất nhỏ hẹp, các hộ dân cũng đã đóng góp để trang bị một xe chữa cháy mini có thể nhanh chóng cơ động, tiếp cận, dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh. Cái mục tiêu chính là phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu chính là phòng cháy chữa cháy. Thế nên là chúng tôi cũng đưa ra là cái tiêu lệnh là khi mà còi kêu liên tục thì là có cháy xảy ra. Còn đâu ví dụ như cần sự trợ giúp của hàng xóm hoặc là có trộm chẳng hạn thì bấm còi kêu ngắt quãng. Thì mọi biết rằng có nghĩa là trong cụm mình, trong cái 10 nhà này có cái hiện diện trộm. Đấy thì để có hỗ trợ lẫn nhau. Ngay khi thực hiện kế hoạch 53, chúng tôi đã thực hiện cái việc tuyên truyền phổ biến toàn thể nhân dân. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền lưu động từng nhà họp, từng khu dân cư và mời toàn thể người dân đến nhà họp để tuyên truyền. Thứ nhất là về kỹ năng để phòng cháy. Thứ hai, kỹ năng thoát nạn. Đấy, và chúng tôi mời trực tiếp những cán bộ giảng dạy của trường cảnh sát phòng cháy chữa cháy và những đồng chí có chuyên môn nghiệp vụ của đội phòng cháy chữa cháy quan quận. Tình hình cháy nổ hiện nay vẫn đang diễn ra phức tạp. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, toàn quận Thanh Xuân đã xảy ra 2 vụ hỏa hoạn và 35 sự cố cháy. Điều đáng ghi nhận là nhiều sự cố cháy nhỏ đã được người dân bình tĩnh, xử lý kịp thời. Điều đó đã cho thấy hiệu quả của các mô hình tự phòng tự quản trong công tác phòng cháy chữa cháy. Và công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đã phát huy tác dụng trong việc đảm bảo an toàn tại khu dân cư. Hiện toàn quận Thanh Xuân đã xây dựng được 75 tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy và 475 điểm chữa cháy công cộng. Về cơ bản thì hiện nay thì chúng tôi đang triển khai và hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu theo đăng ký với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội. Thì qua đánh giá cái triển khai cái mô hình này thì hiện nay thì cũng thấy được cái tính ưu việt của cái mô hình này đối với cái địa bàn đặc trưng như cái địa bàn quận Thanh Xuân chúng tôi, đường rất là nhỏ hẹp, và trong cái triển khai cái mô hình này thì cũng vận động tích cực bà con nhân dân để tham gia cùng với lại chính quyền thực hiện tốt cái kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự báo mùa nắng nóng năm nay sẽ rất gay gắt. Những ngày đầu hè này, nhiệt độ đã lên tới gần 40 độ C. Nhu cầu sử dụng các thiết bị điện làm mát của nhân dân tăng cao, nên nguy cơ chập cháy điện, phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng gia tăng. Bởi vậy, cùng với sự chủ động, sẵn sàng của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thì ý thức tự phòng, tự quản phòng cháy chữa cháy của mỗi gia đình, mỗi người dân đóng vai trò quyết định để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong mùa nắng nóng.